Vẫn chào anh chị em nghệ nhân và các bạn đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loài chim nằm trong sách đỏ cực kỳ quý hiếm. Các bạn xem xong thấy hay, hữu ích, nhớ cho mình một like, ok, chia sẻ với bạn bè của các bạn. Con chim này nó nằm trong sách đỏ, mình đã cố gắng sưu tầm. Mình quay video xong mình sẽ liên hệ với trung tâm bảo tồn để gửi nó về bảo tồn các bạn. Cái dòng này giờ mình thả ra thiên nhiên có khả năng là tỷ lệ sống nó rất là thấp. Con này là được nuôi nhỏ lớn, con này được 2 tuổi rồi, theo cái chủ nhân trước nuôi là kêu là được 2 tuổi rồi, nuôi được 2 năm rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình mà thả về thiên nhiên là nó sẽ khó khăn kiếm ăn các bạn. Mình nuôi từ nhỏ lớn nó quen rồi, người đút cho ăn nó quen rồi, bây giờ thả về thiên nhiên là nó kiếm sống rất là khó, có khả năng sinh tồn của nó tỷ lệ nó thấp các bạn. Nên cái này mình sẽ liên hệ với những cái trung tâm bảo tồn, ví dụ những cái vườn bách thú các bạn, như Thảo Cầm Viên Hồ Chí Minh. Mình làm xong video này mình sẽ liên hệ để mình gửi nó, trao tặng nó về những cái khu bảo tồn. Chứ mình cũng không có nuôi cái con này, nó nằm trong sách đỏ Việt Nam rồi các bạn. Nhưng để phân biệt cái dòng này có hai loại gần giống nhau, bạn chỉ nghe tên thôi, chưa thấy thực tế. Nhưng hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn. Thứ nhất là cái cách chăm sóc nó. Thứ hai là hai loại để các bạn phân biệt. Một loại giá trị rất là cao, một loại này thì nó bình thường các bạn. Đó, nhân vật chính đấy, ở đây các bạn. Cái này là mình cũng hữu duyên thôi, tình cờ đi đường gặp được ở gần chợ đầu mối chợ nông sản đó các bạn, gần chợ Thanh Hóa. Mình mua giá trị nó cũng hơi cao nhưng mà không sao hết. Đó, mình sẽ sưu tầm những cái hàng độc lạ để các bạn xem. Bạn nào đã đăng ký kênh rồi để nhớ cho mình một like các bạn. Mình sẽ sưu tầm những cái hàng độc lạ đây, bạn thấy chưa? Cái con này là con cao cát các bạn, nó nằm trong sách đỏ. Nhưng con cao cát này nó lại gần giống với con hồng hoàng. Đó, nó khác nhau ở chỗ nào lát nữa mình sẽ chia sẻ. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách chăm sóc nó trước nha các bạn. Cái dòng này rất là dễ nuôi, ăn trái cây được, ăn côn trùng được, cái gì ăn cũng được các bạn. Mình cho ăn cái gì nó ăn cái đó các bạn. Rất là đẹp, đẹp nhưng mà nó thuộc cái trong sách đỏ cho nên mình sẽ không nuôi, mình sẽ gửi nó về những cái khu bảo tồn các bạn. Chủ yếu là mình mua về, mình quay video cho các bạn xem thực tế, xong mình sẽ gửi vào trung tâm bảo tồn. Đây các bạn, mình cho ăn cái gì nó ăn cái đó. Ăn đi, ở nhà cho ăn no rồi, sẽ bắt ra cho các bạn xem. Cái chủ nuôi nó đó các bạn là kêu là nuôi được 2 năm rồi, thả đi vòng vòng nó không có đi, nhưng mà mình thì mình chắc ăn hơn, lấy cọng dây mình buộc lại cho nó chắc, chứ sợ nhiều lắm rồi. Đó, bây giờ mình buộc vào người, lỡ mà nó có bay thì nó kéo mình bay theo thì các bạn đó, sẽ buộc vào người cho chắc, sợ nhiều quá rồi các bạn. Đó, giờ mà nó có bay là nó sẽ kéo người mình bay theo. Cái chủ sở hữu thì người ta kêu là thả đi vòng vòng chứ nó không có bay. Nhưng mình cứ chắc gạo đi. Đó, bây giờ mình sẽ bắt ra cho các bạn xem. Đi ra đây chào khán giả coi con. Rất là đẹp. Xem một cuốn dây rồi.
Đây, đậu, đậu đây. Đó, hơn chưa? Hơn chưa các bạn? Đây các bạn, đó là thực tế. Đây, cao cát đây. À, cái gì nó cũng ăn nha các bạn. À, trái cây, dưa leo, cà chua, cái gì cũng ăn hết. Côn trùng cũng ăn luôn. À, thấy không? Đây, ăn đây. Đi thử giả coi coi. Anh cao cát này khác với hồng hoàng là ở cái mỏ trên các bạn. À, thứ nhất là hồng hoàng nó nhiều màu sắc. À, thứ hai là cao cát này nó khác hồng hoàng là ở cái mỏ trên. À, hên chút xíu nè bạn. Đây, anh cho khán giả xem coi. Đây các bạn, đó, cái mỏ trên của con hồng hoàng á, là nó ngắn, ngắn mà nó nằm cao lên trên đầu. Thứ nhất là hồng hoàng, nó có nhiều màu, nó đẹp. Còn cái này là cao cát bụng trắng nha các bạn. Cao cát bụng trắng này là cao cát phương đông. À, chim là chim di cư. Các bạn, ở Indo này, Lào này, Campuchia này, Việt Nam này. À, những cái nước này đều có chim này nha các bạn. À, rất là khôn. Rồi chim được mệnh danh là rất là thông minh. À, bạn nuôi thả bình thường. Nhưng cái dòng này nó thuộc vào sách đỏ rồi. À, mình xin nhắc lại là mình quay xong, mình sẽ gửi vào trung tâm bảo tồn nha các bạn. À, đây là cao cát. Còn hồng hoàng là cái mỏ nó ngắn hơn. Các bạn bắt được nó, nếu nó còn nhỏ, các bạn cho ăn cái gì nó cũng ăn. À, nên mình nuôi rất là đơn giản, nó rất là dễ ăn, rất là đẹp trai các bạn. À, con này cho được nửa ký á, nửa ký lô các bạn. Ăn no rồi, ở nhà là cho ăn cái gì nó cũng ăn. À, trái cây nè, cái gì cũng được, cơm cũng ăn luôn. Các bạn, à. À, các bạn thấy chưa, rất là đẹp trai, rất là khôn, có cọng dây lên đó, hả, dứt liền, các bạn thấy không? Đó, mình cho ăn cái gì thì nó quen cái đó, mà cái gì nó cũng ăn, đói là ăn hết các bạn. À, rất là ok. À, các bạn bắt được từ nó còn nhỏ là các bạn đút cái gì nó ăn cái đó chứ các bạn. À, thực tế đó, mà món khoái khẩu nó vẫn là trái cây. Cái dòng này ở trong rừng á, ở ngoài thiên nhiên á, là nó ăn trái cây các bạn, ở các khu rừng xanh á. Còn về nhà mình thì mình cho ăn cái gì nó ăn cái đó, thấy cưng cưng cứ đút sâu đút dế nó ăn hoài đó các bạn. Yeah. À, thấy hay hữu ích, để cho mình một like. À, ok, chia sẻ cho bạn bè của các bạn để mình sưu tầm những cái hàng độc lạ về cho các bạn xem. À, đây là độc lạ quý hiếm nha các bạn. Còn hồng hoàng thì nó hiếm hơn con này nên là chưa sưu tầm được, nhưng mà lúc nào sưu tầm được mình sẽ lên cho các bạn xem. À, chỉ còn độc lạ thôi. Yes. Rồi, bạn nào có ý kiến gì, có bình luận gì để lại dưới video, mình sẽ phản hồi bằng video sớm nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.
mình không cột nó vào là nó bay mất tiêu rồi các bạn. Đi vào. Rất là khôn các bạn. Bây giờ có thể gỡ được dây rồi. Bye bye, xin chào ạ.